Chào anh em, bữa nay mình quay cái clip là mình để mình test sản phẩm ha. Anh em nhớ đăng ký kênh mình test thêm, xem thêm nhiều clip test của tất cả các sản phẩm nha anh em. Bộ này á, là nắng ảo ảnh hiện cao cấp nhất bên mình nha anh em. Một bộ combo nó kèm kính này luôn, trên hai củ nha anh em. Nó giá nó cao nhất trong dòng lá thun hiện tại. Đây, tặng một bộ dây và một túi bi. Còn đây, ở cuối clip đó mình sẽ test cho anh em xem ha. Ví dụ em muốn nâng cấp lên ngắm khác thì mình sẽ bù tiền thêm. Ngắm này chỉ giá hiện tại khoảng 200.000. Thì những cái dòng kia thì nó 700-800, mình cứ bù vô số tiền còn lại đó nè. Đó, dòng này dòng ảo ảnh, lá cao cấp. Đây 5 giờ một phần cao cấp nữa đây ha. Nó có làm rất là kỹ càng. Nó chơi được dây dẹp, thì nó xài bi, nó sử dụng đầu bi nên kiểu gắn là mới nhất á. Đây, và hai dây tròn, loại 2 sợi, em xài phần này ha. Hàng này thuộc hàng cao cấp anh em, nên là nó giá nó khá là chát nè, có chốt an toàn luôn. Dòng này mà có chốt an toàn rất là vừa tay, nó thiết kế rất là ok ha. Anh em bóp vậy nè, phần này nó bóp này cái bấm mới bấm được nha, còn không bóp nè. Không bóp mày bấm cái ngắt à, còn bóp cái làm bắn. Còn mẫu này á, thí dụ anh em mà muốn lượt hơn á, anh em sẽ thu dây lại tí, anh em cắt phần khúc dây này anh thu lại tí là sẽ lượt hơn, thì nó ngắn hơn. Cái dây này thì nó hơi dài so với cái nao ảnh này. Anh em dòm đi, rất là đẹp, mẫu này rất là đẹp, giá nó cao nhất hiện tại. Bởi vì lúc trước là VIP 11, hiện tại VIP 11 thì nó sẽ rẻ hơn thằng này rồi. Thằng này giờ đang lên. Anh em nào mình thích sưu tầm hay là anh em muốn mua gì mình chơi mà dòng cao cấp á, em chơi dòng này thì nói chung là khỏi bàn. Này là cái chốt này mà để mình mà khi mà lên đạn đó anh em bắn xong á, mình xả xuống xong rồi mình sẽ lên đạn tí, mình xả dây ra nha. Nè, bấm chốt mới bấm được nè. Đây nè, cái chốt này nè. Bè xuống ha, ngày năm giờ bi đi cực kỳ mướt luôn ha. Tại vì trong đây có dòng bi là dòng bi loại xịn đó, chứ không phải là dòng bi như là những cái dòng ná hiện tại có một số loại dòng bi, mà dòng bi nó không bằng thằng này nè, nó cao cấp. Đấy, anh em đi cực kỳ mượt luôn nè, anh em nghe nè. Dính chốt nè, đụng đây dính chốt là anh em sẽ gài lại em bắn ha. Khi bắn xong đè xuống xuống nè, đè xuống xuống nhiều tự nhảy ra. Đó, dòng bởi những cái dòng cao cấp mình dòm cái thử cái là mình thấy là biết liền. Chốt cò có đúng không, còn hiện đại như dòng giờ nữa. Rồi bây giờ anh em xem clip test luôn ha. Một bộ đầy đủ thế này nha anh em. Mặt hàng này nhận hàng thanh toán tại nhà nha anh em, có cọc trước nha. Có dọc trước 50k tránh tình trạng bơm hàng nha anh em. Người tìm hiểu uy tín chứ không liên hệ mua giùm mình. Mình bán hàng 5 6 năm rồi nha anh em. Shop mình shop Bình Lưng nha. Đầy đủ phụ kiện một bộ, tặng một dây dự phòng. Khi cọc lại sẽ được tặng thêm một bộ dây nữa, tức là em sẽ được 3 bộ dây nha anh em. Đó, bất cứ mẫu bên mình cọc sẽ được một bộ dây nữa nha anh em. Bây giờ anh em xem clip test ha. Mình sẽ test mẫu ảo ảnh nha anh em. Ảo ảnh là đây, mục tiêu là ngay chỗ cái cục gạch này ở dưới nè, cái chai là phía trên nha anh em. Đây, kéo lên. Mẫu này nó cao cấp nhất hiện tại bên mình ha. Test luôn nha anh em. Mẫu này thì nói chung là nó rất là chuẩn, tại vì nó thuộc hàng cao cấp, nó thiết kế nè. Em giờ này đẹp, rất là đẹp luôn, gõ gọn, rất chắc chắn, bao đẹp luôn. Dây này ví dụ anh em muốn lực hơn một tí đúng không, anh em cắt ngắn cơ khúc này nè, nó rất là lực luôn, tại mình để hơi dài rồi bắn luôn, thử coi cái nó lực sao, nhưng mà bắn cũng là diễn thủng hai lớp lon bình thường. Muốn mạnh hơn thì em cứ cắt ngắn hơn là nó rất là lực nha anh em. Rồi, mẫu này anh em mua cái liên hệ bên mình ha, có ngắm đầy đủ luôn thì nó trên dưới 2 triệu nha nè. Rồi chào anh em nha.